Hello, xin chào tất cả các bạn và các cháu quay trở lại với kênh của chú Đô Vlog nha. Toại Toác chào 500 anh em nhá. Thì trong clip hôm nay anh em mình muốn thực hiện cái clip là thử dán người lên tường bằng băng dính xem như thế nào mọi người nhá. Thì vấn đề bây giờ là ai là người xung phong thực hiện thử thách này đây? Anh to con lắm. Để em đây, em nhỏ nhỏ đây vừa miếng. Đây này chú xung phong gì? Ừ. Rồi ok mọi người nhá. Toại Toác xung phong thực hiện làm thử thách này. Rồi. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ anh em mình nhá. Mọi người ủng hộ anh em mình nhá. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi clip của chú Đô Vlog nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Bây giờ chú Đô Vlog sẽ thực hiện màn dán Toại Toác lên tường bằng băng dính. Đây thay ra, thấy đúng rồi. Tí treo lơ lửng như quả bóng. Cứ ra hết ở trong này đấy. Vui đấy. Oh,
Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì bây giờ là sau hơn 1 tiếng đồng hồ này, chú Đô đã dán xong Toại Toác lên tường mọi người nè. Bây giờ vấn đề là chú Đô sẽ bỏ ghế ra mọi người nè, bỏ ghế ra xem nó như thế nào nhá. Có giữ được Toại Toác không nhá? Bắt đầu. Ghế trên đây nào. 1 2 3. Ôi trời. Ok luôn mọi người xem nào. Cười lên xem nào. Cười lên cho đẹp trai. Thấy đỏ lắm anh em ơi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn và các cháu đã theo dõi clip của chú Đô Vlog nhá. Đừng quên nhấn đăng ký và bấm chuông ủng hộ chú Đô Vlog và Toại Toác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhá. Chào tất cả anh em nhá.